chào các bạn. Trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam sẽ chia sẻ với các bạn về chính sách xét duyệt visa du học quốc Study Work Visa. Visa làm việc sau khi tốt nghiệp hay còn gọi là Study Work Visa thì được gọi ra đời cùng với hàng loạt các thay đổi tích cực trong chính sách xét duyệt visa sinh viên của Bộ Di trú và Công dân Úc vào tháng 11 năm 2011 và sẽ bắt đầu được cấp trong năm 2013. Thì chính sách này nhằm tăng cái tính cạnh tranh của nền công nghiệp giáo dục Úc trên thế giới. Study Work Visa sẽ thay thế cho Temporary Resident Visa hay còn gọi là TIA, thuộc visa có mã là 485. Supplied Visa 485 là visa làm việc mới này thì cho phép sinh viên quốc tế hoàn thành các khóa học trong thời gian tối thiểu là 2 năm, nghĩa là 92 tuần tại Úc, thuộc các cấp bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ được ở lại Úc làm việc là từ 2 đến 4 năm, không bắt buộc ngành học và thuộc trong cái danh sách ngành nghề ưu tiên như là visa làm việc cũ. Và đối tượng được cấp là visa này thì trong năm nay là những sinh viên nộp hồ sơ xin visa hoặc là được cấp visa lần đầu từ ngày 5 tháng 11 năm 2011 đã sẽ vào hoàn thành chương trình học và được công nhận. Thời gian nộp hồ sơ xin visa làm việc sau khi tốt nghiệp thì phải được nộp trong vòng 6 tháng kể từ khi là khóa học kết thúc. Và đương đơn xin visa này thì được coi là đã hoàn thành chương trình học và khi mà trường chính thức thông báo sinh viên đã đáp ứng được yêu cầu để được cấp bằng như là cái thư xác nhận hoàn thành khóa học, nộp luận văn hay là hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Không đủ để đương đơn chứng minh là đã hoàn tất khóa học. Một số khóa học và chuyển tiếp như Graduate Diploma hay là Graduate Certificate thì được cấp cùng với cái thư mời của khóa học thạc sĩ và được tính vào tổng thời gian là 2 năm học tối thiểu sau khi yêu cầu visa làm việc và sau khi tốt nghiệp. Ví dụ như là để được chấp nhận vào khóa Master of Education thì bạn phải hoàn tất chương trình Graduate Diploma in Education Study. Thời gian của khóa học Graduate Diploma thì được tính gộp và có thời gian khóa học Master. Tuy nhiên thì không phải lúc nào bạn cũng được tính gộp thời gian các khóa học khác nhau. Bạn đã hoàn thành xong một cái chương trình học và sau đó thì học thêm một cái khóa Graduate hay là Graduate Certificate thì cái thời gian học trong vòng 2 khóa này không được tính gộp vào tổng cái thời gian học tại Úc để đủ cái điều kiện xin cái visa việc làm sau khi tốt nghiệp. Chỉ có những cái khóa học được đăng ký và có recourse mới được tính và đủ điều kiện xin visa này. Điều đó có nghĩa là kể từ khi khóa học của bạn là dài hơn 2 năm nhưng một phần của khóa học được thực hiện tại Việt Nam hay là một quốc gia khác thì sẽ không được tính vào cái thời gian học để đáp ứng được cái điều kiện xin visa việc làm. Và trong trường hợp bạn được miễn giảm môn học thì thời gian học miễn giảm chỉ được tính nếu như khóa học trước được thực hiện tại Úc. Và để được hiểu rõ hơn thông tin chi tiết về chính sách visa này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hoặc là các bạn thắc mắc chưa biết là thủ tục làm hồ sơ ra sao, chứng minh tài chính như thế nào thì có thể liên hệ trực tiếp đến Tân Đại Dương theo địa chỉ quận 1, quận 5 hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp về số hotline